Rồi alo alo alo, không mình có người lên em cẩn thận nha. Lâu voi hết anh em ơi, bật voi nào anh em. Alo, mình nghe, có ai nghe được nghe không? Ok, nghe hết. Nghe nhai. Bên đây quấn lộn, bên đây đập lộn. Chuẩn bị lên nồng. Chưa, từ từ. Tụi nó đánh tụi treo. Rồi qua được. Ờ này giá. Ok. Ôi trời, nhai nhà báo trước là nhai bị rất là đắt nha anh em cẩn thận nha. Đồng lắm, sướng. Bà đang ớ, cho Nga My nữa kìa. Nga đánh bà đó không có chết người được. Nga My đâu rồi? Nga My bỏ Nga My nó chưa, nó chạy được. Ồ, nó quanh kỹ năng máu luôn mới ghê chứ. Đâu rồi? Trời ơi, nó lắc tính hình luôn. Lắc rồi. Rồi vậy nhai ao ra vô lại đi nhai ơi. Nhai ơi, ao ra vô lại đi nhai. Không, cái này do mạng bên Trung Quốc nó bị sao á. Không. Dưới là con. Lên không? Lên trên luôn không? Lên trên luôn không? Nhai họ chịu hết chưa? Đấy, giờ để con dưới, để tôi coi dưới nè. Để từ coi thử nè. Dưới có tẹp treo nè. Đi xuống dưới luôn. Thiên nhẫn với Nga My. Đây rồi, alo. Xuống dưới nè. Nga My treo, đứng từ anh em ơi. Nhai đang giống như bên Hàn Quốc lên nè. Chết thiên nhẫn nè. Nhai đây. Nữa đâu ta? Ai, như bên Hàn Quốc luôn á thầy. Thầy luôn á. Nhai đang cực khổ. Nga My đâu nữa ta? Cả Nga My kìa. Nga My ra bệnh nè. Bút máu được cha. Xàm như vậy. Bút. Ui, nó đánh tôi. Bút máu nhai. Trận này nhai đang bị lắc này. Từ từ, đây nhai xíu. Nhai ao rồi cho lại. Có máu rồi, để Có chân nha. Không nhai, bỏ game nhai. Nhai đang bị lên ba đa rồi. Không đứng đó, tôi lên trên tôi coi có rương không anh. À rồi. Đứng đó. Rồi ảo tượng luôn trai đi. Ờ, ảo tượng luôn. Ông qua cái khu cũ mình đi, khu ban đầu mình đó. Coi chừng chết trong nội. Giác sáng dậy nha ba. Ở bên trái của mình có đồng thị thiên dương lại con thiên sơn. Nghe rồi, ok rồi nhai ơi, ngài ok, nhai đã khỏe. Nhai đã khỏe. Nhai vẫn còn sống luôn à. Ghê vậy. Trời ơi, bảo kê okay, hết mình luôn mà. Mới thoát ra vô lại. Chơi dưới mà có đường. Từ. Chơi đâu? Bên phải đây. Chơi đâu? Dưới em. Phải đây. Rồi, phải. Ok. Phải nha. Ok. Ý đây mẹ đó, có vỏ đen nha. Có vỏ đen nha anh em ơi. Vỏ đen nhảy với tôi. Rớt xuống nào. Thiếu lầm treo nè. Rồi xong. Tiếp tục. Thiếu lầm nè, chạy đâu? Chạy đâu? Con sâu. Trời ơi. Con thiên nhẫn nữa nha. Okay. Có ai thấy mình còn sống không vậy? Còn sống. Gì nhai? Ôi nhai, nhai đi bụi nữa rồi. Nhai lại tiếp tục. Từ, ông nhai mau tiếp đi. Về mở rương. Nhai mở rương đi, mở voi. Alo. Qua trái. Alo. Nghe nha ơi. Ăn đâu, chở tôi ăn cho. Đây, đánh xuống đây luôn. Xuống dưới đây luôn à. Đây. Để dành. Để nhai. Kệ. Bị học rồi. Mình chưa qua cổng được. Từ. Qua luôn. Thôi từ để em nhai kìa, để em nhai. Từ. 5 giây. Ông nhai rồi. Ông nhai đang chín kìa. Chạy ra vô lại nhai ơi. Ông nhai em bị lắc này. Đi hình đi nhai.
Thôi lẫm ngay luôn mày, không đánh này luôn mày, nhai bực bội lên nhai. Alo alo alo, anh em thấy nhai anh lên anh xuống liên tục. Ừ, bị rớt mạng á. Nhai ra ngoài đường hả hay là nhai nhà vậy? Nghe voi có lá nữa đúng không? Nhai đang trời dùng cũng được chứ. Ấy có người cả anh em. Có con gì nó qua đoạn thị quá kìa. Chập đó. Chạy mày mày. Mày chạy nè, bắn cho mày lũng phổi. Ở đâu cà chớn cà cháo. Cà chớn cà cháo. Vậy là bên trái còn Thiên Dương lại con kia nha. Bên trái còn Thiên Dương lại con Thiên Sơn đó. Đi tôi mở cái rừng. Qua cây không? Qua cây chơi không? Ông nhai ông đi mới qua. Rồi. Ông già đi đâu, đi đâu? Qua trái nè. Đúng không? Rồi rồi qua đi. Thiên Sơn lại Thiên Dương á. Nếu mà nhai qua được thì có tên mới luôn à. Ừ, ok, nhai qua được rồi nè. Ha, okay. Dòng cho anh em luôn. Thôi thôi thôi, mình đi mở rương mi anh em. Mở rương luôn mi rồi mình di chuyển qua Thiên Dương luôn. Thôi mình gió thêm bước chạy lên á sao? Thiên Dương mới ăn đồ nè, vậy mới ăn này. Thôi đi 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 về, đi về chính lại, đi về chính lại anh em. Về chính lại. Bảo kê em nhai kìa, em nhai lại. Không nhai lại bị. Không mua đồ luôn ấy. Thôi thôi đi đi. Nhai ơi, cố gắng lên nhai. Ok, nhai vẫn còn sống anh em ơi. Nhai vẫn còn sống luôn. Mua đồ đi anh em, mua đồ đi anh em. Vậy là ngon rồi, vậy là hấp dẫn rồi đó. Người ta lắm mua hết cho nhà mình di chuyển vẫn chưa qua ô được. Vậy là hấp dẫn rồi. Nhiều người lắm à, nhiều người lắm à. Ta để mình thử gốc rồi nha. Ở rồi không còn gì. Mai mốt em đưa giờ để cuối tuần này em đưa cái chất cho anh luôn đi. Anh cầm anh kéo. Anh mạnh anh vô được chứ hồi nãy em vô không nổi mà. Có được cái tình trạng này không? Đang làm gì nha? Tắt 3G mở lại đi nha. Bật voi lên kìa tôi con à. Về đâu lên em ơi? Đi heo nhai nè, giờ 4 cái. Giờ 4 cái, giờ 4 cái đi heo nhai cái. 4 cái tàn kiếm nha, tàn kiếm các bạn. Giờ 1, giờ 1. Giờ 1 nhai ơi, nhai ơi, giờ 1 nhai ơi, giờ 1, giờ 1, giờ 1. Giờ 1, giờ 1, giờ 1. Giờ 8 luôn, giờ 8 năm quái nè, giờ 8 năm quái nè. Giờ 8 năm quái nè. Giờ 8 luôn, giờ 8 luôn, giờ 8 luôn, giờ 8 luôn, nhai ơi. Nhai ơi, nghe rõ trả lời nhai ơi. 8 8 nhai ơi. Đi với ông nhai giống như là ổng là dễ bị lì đời lắm. Mình phải voi liên tục luôn. Ê cẩn thận nha, team này hơi bị hấp dẫn á. Ê ông Tokuda, vô trận ông Tokuda. Ê, gì vậy ba? Ôi. Đánh được, đánh được. Chạy. Chạy. Ôi, Tokuda này, ơi. Chạy qua một anh em, chạy qua một được không? Chạy qua một tôi hết chiêu rồi. Qua một anh em ơi, qua một ơi. Tôi đang trời ơi, chuyện con tôi vẫn còn sống anh em. Nhanh nhanh chờ, sắp hồi kêu rồi, sắp hồi kêu rồi. Không lên cái lên tôi lật ra, tôi quản đi. Bập bao. Ai có người qua kìa. Đây có TV out à. Ê nguy hiểm nha. Ôi hên là tôi, trời hên là tôi chặn sát thương hết cho mấy ông á. Ông lên nó tôi quản tôi lóc luôn. Xuống chơi lại tụi nó không? Từ từ, đợi vài giây nữa nè mày. Đợi vài giây nữa. Đi xuống không? Hồi máu đi, hồi máu đi. À, vậy hồi máu đi. Ờ, à, bỏ nha. Đi xuống chết, chẳng chịu quá, bỏ rồi. Nhai ơi. Nhai ơi. Ơi, nhai ơi. Rồi, quay lại. Xuống luôn mày, thôi xuống luôn mày anh em. Thôi về up 2 đi, về up 2, up tương ăn đi, về up 2 nè. Má ơi. Đi lộn quá. Ê, khoan, từ từ. Vấn đề là nhai không thấy cái chỗ truyền thống luôn nè. Từ từ, để em nhai, để em nhai. Lên 2, đi lên. Tìm hồi nãy nè, rồi chích nè. Trời ơi, BK đẹp nè. Đây là ổn áp nè. Đó. Bỏ nha. Bỏ. Lấm cục máu con cái. Đi mua đồ đi. Bỏ. Trời ông thương nhân nó nhìn mình ông cười ta. Ông này xấu tính ghê đó. Trời ơi hên mua được cục này. Trời ông Tukuda ông mua gì ghê ông nội. Tukuda mua đồ kinh gì? Ba. Gì có một đắt ba. Lát nó bị lát á, bấm nhầm á. Đây. Đây, qua đây nè, nó còn xíu máu nè, qua trái nè, nó còn xíu máu nè, các bạn nè, xíu máu nè, có thằng có bất tử luôn nè.
Ê chạy nha. Nó xoay, nó bất tử. Cứ mặt nha sẽ chạy lại với anh em. Ê cứu tự nha ơi. Không sao. Tụi đứng kế bên mà sợ gì. Qua mà hai nha ơi. Không nha. Đó. Ê nó xoay chì nha, cẩn thận anh em. Ê nó mất thẫn à. Facebook mà anh em sẽ lên xem. Sẽ bị lát dữ ta, thiệt luôn á. Đánh sao tôi bị tôi mượt luôn á. Mượt mà luôn. Mở đứng em. Khổ cho đồng đội tôi quá anh em ơi. Đây qua trái luôn nha. Trận này là bảo kê nha, là sát nút luôn. Lên trên không? Chơi không? Không tự. Lên trên xong đi. Đến luôn. Không. Ok. Ok, thôi về. Ê, tôi lỡ ăn tiên là bổ kích không mày. Thôi về mà chín luôn. Hậu tự. Nhai mở đi nha. Xong cái trận này ngay lúc lên à. Đợi ông nhai xuống tới. Rồi nha, đang mở, nha mở được rồi nha, nha mở được rồi đó. Giờ có người qua nha, cũng không nhích luôn á. Ôi ôi máu kìa. Ôi mình mở cái ấu tượng thành công kìa, mở xong rồi. Mình về một đi rồi qua 6. Cái trụ ảo tượng nó vẫn còn đúng anh em ơi. Vậy là tuyệt vời rồi. Chút là đây. Ăn đồ. Cẩn thận. Đây luôn. Qua hai đi, qua hai trứng cái. Ơi đừng đi lẻ đi. Đâu rồi? Qua 2 qua 1. Ông đi. Chưa chậm nhai kìa, chưa từ từ chậm nhai. Qua 1, qua 6. Qua 1, qua 6. Có người ở dưới có tiêu dao nè, Tiêu dao bị giữ nè. Tiêu dao còn xíu máu nè. Trời ơi. Xuống dưới đây chơi không? Xuống đây nè, sáu nè. Anh em. Đây. Cái. Ông nhai đặt kìa. Ông nhai đặt vòng kìa. Ôi ơi, đặt vòng. Ừ, ông nhai này kiểu là ông nhai là ông đặt. Bỏ ra hết kêu rồi. Ông đặt vậy mà dính cái bàn chứ. Bên đây luôn quê. Cả tặng kiếm anh em. Đó bông kiếm nè. Tôi có bức tử nè. Giết luôn. Chạy đâu. Giết luôn. Trời ơi. Quăng cái dầu. Quăng cái banh rồi kia chết. Nhây lại hại thiệt. Thôi bây giờ sao đi quét đi. Đây lên vô nhây ơi. Nhây sao im lặng thế. Ok. Nãy giờ nó cứ rớt rớt thì cái mất em. Các bạn chạy lên. Chạy chúng sáu lại. Anh hết tí đẹp là anh chết. Đó. Anh hết tí đẹp là anh dẫn mỏ. Ba tim. Đây. Đây qua phải nè, bên phải tụi nó ăn ảo tượng nè. Theo bản năng. Bên phải tụi nó là ảo tượng á. Tôi mắc lóc rồi nè. Lên trên nè. Đâu rồi. Nó thương nhân nè. Nó thương nhân á. Có mua đồ không? Cho tôi qua đi mà. Sắp lấy hoài vậy. Kìa. Ê, dài. Xích dài nha. Xích dài nha. Xích dài đi. Ông xích dài. Ê, tầng cái. Từ. Đây, tôi chạy kế ông nè. Rồi, hưởng được cái đó rồi. Ông sống rồi đó. Rồi, được quất luôn nha. Giết luôn. Hay. Đâu anh bạn? Do nó bị lát. Nhai ơi, cô bồ nhai ơi. Dạ có thằng qua là ngáo hai thằng luôn á nhai. Cứu bơi. Ơi, cà. Ơi. No. Đây thì bạn đó. Ôi ơi. Em đâu rồi? Sẽ bị lọc quần. Làm hết hồn không? Hạ thiên nhân. Nhai hồn không được rồi thôi. Làm gì hả? Đây giờ đánh xét làm gì? Sẽ bị lọc quần. Còn thiên nhân má hơi xém bị lục quần. Ủa, ghê thiệt. Bất dạy thiên nhân, bất dạy thiệt. Cố lên nhai anh em, tôi còn sống luôn. Trời ơi tôi mừng quá anh em ơi. Trời nhai ơi, nay ông máu ơi. Ông mới xem ông mới thấy một cái pha cực kỳ nguy hiểm luôn á nhai. Tôi với lại ông tiêu dao còn con chấm máu, con thiên nhân xuất hiện luôn á. Ôi lướt cả tôi chạy không biết đường nào luôn á. Rồi, ok đó. Xong cái trận này thì anh em nhai sẽ up lên Facebook cho anh em xem cái trận này. Nó là siêu kinh điển. Giờ sao đi săn nó luôn sao? Đi săn nó luôn. Nhưng mà mình săn không được, mình phải đi chung nha. Mình phải đi chung.
đi lẻ săn không được không đâu. Không đi chung với ông ngay đi, tôi đi lẻ được không? Không, đi lẻ được ông đi lẻ cũng không được tôi đâu được. Ông bắt nó không được, nó tàng hình được, nó chơi combo không được, được. Nãy tôi thấy nó chỉ tôn mà đó, nó chỉ tôn mà nha. Con gì cũng một nè, con gì cũng một, nó chạy qua khu 4. Con kiên nhẫn anh em ơi, kiên nhẫn chỉ tôn nha, kiên nhẫn chỉ tôn. Được, tôi săn được luôn á. Ông đi với ông ngay đi, tôi săn thử. Ok, rồi săn đi. Có mọi người đây nè. Bóp ba nó, bóp ba ổng kìa, bóp ba ổng cái ông ơi. Nha ơi. Bóp ba tôi đây nè. Ở dưới rồi tôi săn nó mà. Đâu ông nhai ơi, thôi tôi về ông nhai nha. Nhai đang bị săn kìa. Lát là bị lát. Tôi là ông tống. Rồi, okay. Nhai đã đến bên cua rồi. Ông tống. Có tôi cả cho nhảy. Cái gì vậy? Ông chạy đâu? Ông chạy. Ông chạy đâu rồi em biết nữa. Ông làm khó mình em ơi. Ông làm khó mình. Giờ nó chạy qua 4 à. Nó chạy qua 4 nè cua ơi. Đây đây đây. Nó đi mở rương á, giờ nó mở rương. Ừ. Nó lên 3, nó lên 3. Ai tôi về một cái nha. Cho nhai đi kệ nó. Từ từ. Nó trên 3 nè. Nó chết nè. Alo, nhai sống lại rồi anh em ơi. Nó đang thế nó xuống. Để tôi đi săn cho nó, không ông đi với nhà đi. Ok. Không cho nó mở rừng luôn. Tôi bảo kê nhà cho. Hai chị em phải bảo kê nhau. Kìa kìa. Trời ơi. Chiêu này nó phải gồng lên dạo quá. Nó qua 1. Nó chạy đâu? Chạy đâu? Để tôi săn nó nha. Nó giờ nó mở rương mà. Tôi đứng kế ông nhai nè. Nguy hiểm quá. Thì chung nhai ơi. Tôi giờ tôi với ông là chị em đồng bọc với nhau thôi. Ngoài hai nhai. Hello anh em đâu rồi? Ok, đâu đi rồi? Chung mình nhai nhai. Đi mình đi chung đi nhai. Mình đồng bọc okay. Phụ nữ không đồng bọc xíu đi. Ghê quá. Thằng kia vợ chỉ tôm rồi. Qua 9 là nhai. Di chuyển xuống đây là nhai. Qua 8 là nhai rồi. Qua chín nè, qua tám luôn, qua chín qua tám luôn. Nó nhà đã qua được rồi, trời ơi, lần đầu tiên thấy qua cổng mà nó thuận lợi như thế này luôn anh em, rồi tiếp tục bị lắc. Okay. Đó, qua cổng được nữa rồi nè, đó ghê chưa? Từ từ nha, để mua đồ cái. Ông Tokuda, ông đang một mình quấn lộn với anh kia. Cài trong xử đi. Không biết nó đi, nó đi đâu rồi. Đây, mở rương luôn đi ông. Ông canh mở rương đi. Ai canh thấy nó là ông nhớ thức thám nha, coi chừng chết nha. Có cục tử luôn. Không. Rồi. Rồi, chị em mình cứ đi thưởng lãm thôi. Ông đi đi, cứ mình dòng bên kia đi nha. Ừ, tôi chết nào bên đây nha. Đây là một trận tâm ma thử thách tạo độ khó cho anh em. Tôi ở bên nhánh phải dòng nhánh trái đi. Đây nha ơi, đây nha ơi, đi qua đây nè nha. Mình cứ đi okay, từ từ okay. Thôi. Có cục tấn công nè nhai, ăn tấn công nè nhai. Kè nó kìa. Nó mới chạy. Tôi thấy nó chạy về khu 6 kìa anh em ơi. Tấn công kìa nhai, tấn công kìa. Có cục tấn công kìa nhai. Nhai không có thấy đường để ăn. Anh em có đồ, anh em cứ việc ăn đi đừng có quan tâm tới nhai. Ông Tokuda ông đang quần. Nó đang gần tôi nè Tokuda. Nhai đứng ở đâu luôn anh em ơi. Thầy đâu. Cả nó chạy rồi. Đâu rồi nhỉ? Lên 4 nha. Lên 4 nha nhai ơi. Nhai ơi lên 4 nha nhai. Ok ok. Không rồi, tự đi nó đâu đi rồi nhai sẽ cố gắng nhai chạy về tới tại vì lên 4 anh em, lên 4 này. Di chuyển rất là khó khăn anh em. Đó là 4 rồi nè, đó là 4 rồi nè. Ở đây nè, ở đây nè, đứng ứng im mà. Quăng cục sình tôi nè. Hồi máu đi, để nhai hồi máu đi. Tôi đi săn đấy. À, bình máu. Đang hồi máu rồi. Bình máu di động ơi. Alo, bình máu ơi. Cứu tôi bình máu ơi. Nhai ơi, vội lên. Búp cái ba cái nhai ơi. Búp ba nhai ơi. Ok. Rồi, xong rồi đó. Đây tôi gặp nhiều. Cẩn thận nha anh em. Alo. Nó chạy ghê quá. Nó chạy. Cẩn thận anh em. Nó còn nửa cây nha, Nhai đang với vai trò là support cho team nhưng mà bây giờ là team sẽ support lại cho Nhai. Đó, nghe chưa?
ông canh bên chính kìa. Tokuda, Tokuda canh bên chính đi ông, canh bên chính đi ông. Tôi canh hậu tự nó không mở được đâu, nó không mở được đâu. 93 tôi nó không mở được đâu. Tôi làm ba, tôi làm ba. Má vậy nó mở được chính không? Thấy không? Trời ơi. Ủa chính. Chính nó mở rồi. Nó chạy qua ba á. Nhai ơi, lên ba nha ơi. Nhai lên ba nha ơi. Alo nhai ơi. Cú bồ nhai ơi. Mở luôn. Ok, ông cứ chạy đi nha. Sao quận nó đi. Đi đâu ta? Con chạy không thiệt. Đi đủ có quần ở 7. Ăn đi. Ăn lên nó bảo quần. Ăn chưa? Ông ăn chưa? Mới cua 3 nghe mới thấy nó chạy xuống cua 4 rồi. Ok ok ok. Mình thua cái mạng đó không? Mình thua cái mạng đó. Ây chà. Đi nha anh, qua trái luôn rồi nha. Ủa anh thấy, thấy cua kêu qua trái mà thấy cua chạy xuống 4 rồi. Xuống 4 rồi nha. Xuống 5 luôn nha. Đây. Xuống 6 luôn nha. Ok nha, đã xuống được tới 5. Xuống 6 luôn nha. Ok ok ok. Ừ, qua được 6 rồi nè. Ngon, chưa? Ngon, xong rồi. Mua đồ ngon, thì ngon lành đấy. Hẹn bạn ở vòng cuối. Rồi, hẹn gặp bạn Thiên Nhẫn ở vòng cuối nha. Nó đang chửi team mình rất là gà các bạn ạ, à, đúng không? Thiên Nhẫn đang chửi team mình rất là gà. Thiên Nhẫn nãy tôi bắn cái nó muốn lủng phổi luôn rồi. Bắn cái nó đỡ cây máu. Có chiêu, công nhận cái chiêu bắn nó mạnh thật chứ. Rồi, rồi à, có clip cho cua luôn. Đây là một cái pha pha tốt ạ. Support cho support. Support cho support đúng rồi. Đúng tính chất là support cho support luôn. Không, cái này là gì, nhiệm vụ bảo kê. Mà bảo kê cho tổng thống á. Bảo kê người đẹp. Ngày nay Nhai sẽ up cái clip này lên Facebook. Nhai sẽ chờ anh em xem. Đứng đứng ngoài luôn hả Nhai? Gớt có văng ra ngoài không? Rớt cứng ngắc nó xoay xoay hoài luôn. Không thấy mọi người ở đâu hết. Kệ, đứng cái bên mình đi. Không ra ông đứng solo với nó thử đi. Hả? À, solo hả? Dạ. Đâu, dễ mà, tôi giết nó được mà. Không solo. Được, solo được mà. Được, được, được. Oh, chiêu máu, đánh vô tư luôn. Đánh vô tư, đánh vô tư. Nó có bất tử thì mình hơi hiêu thôi. Bất tử là tôi lên. Anh em ơi, có số số chung 120 cơ vàng kìa anh em. Ừ. À, nếu mà chung 120 cơ vàng thì đem đi bán vàng. À, tôi sống rồi, giờ làm sao đây? Tôi chuẩn bị bán đây, không có ai mua đây. Có đoàn anh em, chết đoàn. Nó cũng máu luôn rồi. Rồi, nó nè. Xong để nó không còn ác chưa không? Ừ, quên ha, quên. Anh em đang mặc định đi anh em ơi, không cho nó chạy đi. Rồi, nó dồn tôi nè. Đâu đâu đâu, chết luôn, chết luôn mà. Chết luôn, ghê thiệt, kinh dị. Chết hồn, trời nha, giết được 3 mạng kìa. Nha, giết được 3 mạng. Rồi ok anh em ơi, và cuối cùng cũng đã chiến thắng tầm ma kỳ này. Khi mà Thiên Nhẫn còn một mình thì anh ta chạy như một cái máy điện luôn. Team của chúng ta thì dí không kịp, chạy quá ghê. Và cuối cùng cũng đã chiến thắng. Rồi nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh MB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.